Đây là chương trình buổi sáng thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang xem kênh Châu Trương Vlog. Kênh Châu Trương Vlog phát hành mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa và tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có những cái chương trình đặc biệt nếu tôi thấy rằng rất là nhiều quý vị bình luận thì tôi làm cho nó đầy đủ, cho nó nhiều thêm để cho các bạn cho nó mau hết. Nhiều khi nó bị động lại, bình luận các bạn nhiều quá thì động lại, tôi phải tìm cách để tôi thu lại và chia sẻ cho quý vị. Đó là những cái chương trình đặc biệt nếu có. Tôi không dám chắc, chỉ trừ trường hợp khi nào nhiều bình luận quá. Và hôm nay tôi thấy cũng bình luận rất là nhiều, rất là nhiều. Có thể rằng là trong ngày hôm nay tôi sẽ đưa lên thêm một clip nữa, là 4 clip cho quý vị nghe cho nó đã. Và sáng bây giờ là sáng ở Việt Nam, sáng thứ 6, còn ở Mỹ là tối thứ 5. Thứ 5 là ngày hiện nay cả nước Mỹ đang ăn ngày lễ tạ ơn, đang ăn gà tây trong cái ngày lễ tạ ơn. Thì mọi người đều vui nhộn, gia đình tụ họp với nhau để ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ, ca hát. Đó là người Việt chúng ta. Còn Mỹ thì họ có những cái cách chơi khác. Người Việt chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Lễ tạ ơn thì tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi, và lịch sử của nó tôi cũng không có cần thiết phải nói lên đây, vì các bạn muốn biết thì vô Google tìm nó ra đọc, vì nó sẽ hiểu được lý do tại sao có một buổi lễ tạ ơn mà tiếng Anh gọi là Thanksgiving. Mà bên người Việt chúng ta thì, và nói chung không phải người Việt chúng ta, thì ít ăn gà tây. Gà tây nó lớn quá các bạn, mà ăn thịt nó không ngon bằng gà ta. Nhưng mà người Mỹ họ lại thích. Mà gà tây thường thì ở bên Mỹ mỗi năm cũng mùa lễ Thanksgiving này thì các vị tổng thống nước Mỹ họ cũng nhận được một con gà tây sống và họ đặt tên cho nó rồi họ thả ra lại. Thì dù muốn dù không, cũng chúc quý anh chị và các bạn ở bên Mỹ có một đêm vui hưởng con gà tây vui vẻ. Con gà tây có nhiều nhà mua gà tây 4-5 kg con gà đó các bạn. Cũng vui ăn gà tây với khoai tây quét đó các bạn, hoặc là ai muốn chiên thì chiên. Đó là hai cái món khảo, một năm chỉ ăn một lần thôi, mọi người đều phải ăn gà tây, mà Việt Nam chúng ta thì ít thích hơn. Mà gà tây ăn nó không ngọt không thơm gì hết cả, tôi ăn mà tôi không thích. Nhiều khi ăn một cái đùi không đủ no đó các bạn. Để mở đầu chương trình sáng hôm nay với bạn Dương Kiệt, anh nói chính xác. Rồi bạn Võ Nghĩa, ông anh nói không sai và rất chuẩn. Bạn Nghĩa Nam, thần Tăng Thánh Tăng Thích Minh Tuệ đi Ấn Độ chỉ thỉnh kinh anh Châu nên đi làm sa tăng để hộ tống, ngồi đến nơi Đức Phật được an toàn rồi về Mỹ nhé. Coi cái phim Tề Thiên Đại Thánh Tam Tạng đi thỉnh kinh rất là hay. Hồng Kông đóng mới hay, còn Trung Quốc đóng nó không có hay bằng Hồng Kông. Tài tử Hồng Kông đóng cái phim đó thì hay hơn. Bạn Ngô Trung, Châu Trương Vlog là kênh nhiều màu, hay nhất là vui. Cái vui ở đây, ở đây trí tuệ hơn nhiều so với nhiều tiết mục mà nhiều diễn viên miền Nam thể hiện. Tôi là người miền Nam, các bạn nên vào xem nhiều số. Cảm ơn bạn Ngô Trung nhớ bạn, và cũng như các bạn trong room, nếu thích room thì rủ mời bạn bè vô nghe, vì ít ra nó không có sôi động như những cái room khác, nhưng mà cái giá trị của các cái chương trình, mà các cái chương trình đó giá trị là của các bạn
Chứ không phải của tôi chỉ chia sẻ thêm những gì lâu lâu tôi chen qua những cái ý chủ quan, cái nhận định chủ quan của tôi một chút thôi. Bạn thân lang thang. Chú kênh này xác định toàn thể những người ngưỡng mộ Thích Minh Tuệ đều là kẻ u mê, đến nhà ông ta vái lại. Vậy ông này đang có ý định gì? Thứ nhất là tôi chia sẻ cho bạn rằng là tôi không nói toàn thể, tôi nói những người đứng xung quanh và những người tới lại cái cổng. Ông Minh Tuệ thì ở bên cốc, ông Thìn. Rồi cha mẹ của ông Minh Tuệ thì có cái nhà riêng, mới xây hàng rào kín mít luôn. Rồi không gặp được ông Minh Tuệ, người ta đứng tới không vô được cái trong cái cốc vì có cái bờ hồ, à, đại khái là nó thể là không biết lý do tại sao không vô được. Thì mọi người đứng chung quanh nhà, trước cổng nhà ông cha mẹ của ông Minh Tuệ, kẻ thì đứng, kẻ thì quỳ quỳ lại lại nhà ông Minh Tuệ đó các bạn. Nhưng mà cái nhà thì tuốt ở trong kia, mà quỳ lại là đứng trước cái cổng đóng kín, à, kín cổng cao tường xung quanh hết lại. Thì bạn nghĩ những người đó đang lại ai và lại cái gì? Rồi bạn nói tôi có ý định gì? Tôi không có ý định gì cả. Tôi chỉ chia sẻ cho các bạn, tôi nói những sự thật, những gì tôi biết và những gì tôi gom góp lại để mà tôi phân tích cho các bạn nghe. Chỉ có vậy thôi. Bạn Mai Nguyên hay là Nguyễn Mai? Chính xác luôn, Việt Tân đang tìm mọi cách đánh phá Việt Nam. Bạn Võ Trọng Mạnh, tu mà đem lại độc lập tự do, sao đúng là luận điệu Việt Tân rồi. Việt Nam đã có thừa độc lập tự do rồi mà. Quá đúng, dư nữa. Nếu nước nào xin cho bớt, hạt muối bán bớt. Bạn Trương Minh Hoàng, với thời điểm hiện tại, Minh Giang là người yêu quê hương, phản ánh trung thực, khách quan, vô tư, sẵn sàng tố cáo chống cộng cực đoan, vạch mặt bài đàn cuối. Nhiều khi bạn chín cái đúng nhưng mà bạn có một cái sai trong đó. Tôi cũng vậy, không phải ai mà hoàn hảo đâu bạn. Và anh ta, tôi có nghe anh ta nói rằng anh ta sẽ quyết tâm từ đây sắp tới, anh ta sẽ nói hoài, giống như là kiểu mà tức quá, tức quá, giận quá, sẽ nói hoài. Nói hoài mà biết nói cái gì, tôi chưa nghe ổng nói cái gì. Bạn nhớ rằng ở Mỹ đó, khi mà bạn bị kiện, chứ không phải, tôi không nói là truy tố nó khác với bị kiện nha, tức là hai bên kiện nha, thì luật sư yêu cầu bạn không nên nói gì nữa liên quan đến cái vụ đó. Có gì để luật sư, người ta, bạn đã nhờ luật sư rồi thì mọi thứ bạn phải để luật sư lo, vì những cái bạn cho là đúng nhưng mà nhiều khi đi vô trong luật nó lại sai. À, bạn nhớ như vậy. À, ra tới tòa là bạn sai, đúng đó, nhưng mà ra tới tòa là bạn sai. Bạn biết cái vụ kiện của tôi á, trước khi mà ngày ra tòa, luật sư nó muốn gọi tôi đến hẹn một cái hẹn, tôi và những cái nguyên đơn của nó đó tới để mà ngồi đối chất, và nó mở máy. Khi mà đối chất đó phải mở máy cho người ông tòa ở tòa nghe, mọi thứ đều đối chất về cái gì và đều thu băng. À, bà biết tôi làm thế nào không? Tôi không đối chất. Lý do bởi vì năm cái người mà tôi nêu lên trong đó là cấu kết với nhau để chiếm đoạt cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento, thì trong đó có bốn người lấy tên Mỹ, bốn người lấy tên Mỹ. Khi đấu chất đó, tôi, luật sư bên này và mấy cái bị can bên này và luật sư bên bị đơn bên kia nữa, và tôi, tức là ba người được kiện,
một bên kiện, mà kiện hai người, kiện cái ông chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Việt Sacramento và kiện tôi, vì cho rằng tôi và ông này cấu kết với nhau, ông này đưa tin tức cho tôi để nói xấu về năm người này. Đại khái là như vậy đó. Tôi không trả lời, vì tôi trả lời cái gì là sẽ được bị thu băng và sẽ được đem ra tòa. Và trong khi đó tôi không có luật sư, tự tôi là luật sư cô độc, tự đại diện là luật sư luôn. Khi mà luật sư bên kia nó hỏi tôi một vài cái thăm hỏi tháp giao thì ok, xong rồi bắt đầu đem ra mới vào câu chuyện, thì mới tôi mới đưa ra câu chuyện để hỏi tôi đó, thì tôi mới đưa ra cái đơn mà tòa tôi nhận được của tòa mà bên kia họ đưa cho tôi, họ gửi cho tôi đó, thì tôi mới nói rằng là tôi không cần ngó, không có bằng cho tôi không cần ngó năm cái nguyên đơn kia, tôi ngó thẳng luật sư và tôi nói chuyện với luật sư thôi. Trong năm tay này, trong năm người này, bốn người này không có cái tên trong bài viết của tôi. Tôi viết như bốn, cũng là bốn người này, nhưng mà tôi dùng tên tiếng Việt, tên cũ của họ, tên cũ của họ. Còn tên mới của họ khi họ quốc tịch họ đổi ra tên tiếng Việt và lấy chồng Mỹ rồi đổi tên qua cái họ Mỹ luôn nữa. Tôi nói tôi đâu, tôi không trả lời. Vì tôi, những người này không phải là tôi viết về tên những người này. Bây giờ ông hỏi tôi về những người này tôi không trả lời được. Tôi đi về. Tôi không trả lời. Vì không cái xong ông mới gọi báo lên tòa, gọi báo lên tòa nha, tại vì thu băng mà. Lúc đó gọi, vì lúc đó là bên tòa dù rằng là chưa ra tòa nhưng mà nó mướn một cái căn phòng ở khách sạn đó để mà đấu chắc đó các bạn, để mà đấu chắc đó. Cho nên xong bữa đó nó không có nó hỏi gì tôi được hết cả. Tôi khỏe, bởi vì tôi hớ miệng, tôi lỡ miệng ra là tôi chết. Cho nên tôi không trả lời, tôi nói bây giờ không phải người này, không phải là người trong tên mà tôi đề cập tới. Giải tán. Thì ra tòa nó không có gì để nó tôi không có gì sơ hở để nó bắt tôi được hết cả. Cho nên ông bà chúng ta mới nói rằng là không ngoan ra cửa quan mới biết các bạn. Bà Nguyễn Nam, đất Phật ở Nepal, không phải Ấn Độ. Bạn có biết ở Ấn Độ Phật giáo chưa tới 1%? Bạn có tin không? Bạn nghĩ rằng là Phật Thích Ca xuất gia ở Ấn Độ, từ Ấn Độ, mà Ấn Độ chỉ có 1%. Mà theo truyền thuyết, theo tôi được nghe các vị sư giảng đạo nói rằng là Phật giáo từ ở Nepal, như bạn Nghĩa Nam này nói là ở Tích Lan đó, chứ không phải ở Ấn Độ. Không phải ở Ấn Độ. Cho nên nhiều người Việt chúng ta hiểu lầm cái vấn đề đó. Bạn Nguyễn Thị Hồng Liên, tôi rất ủng hộ Đại Nam và Phương Hằng. Khi nghe anh chia sẻ tôi cũng thông được nhiều đấy. Thông được nhiều đấy. Cảm ơn anh. Đó là phân tích công tâm, chứ không phải bên Hoàng Di Hùng. Bạn biết là trong cái chuyện này tôi không bên ai hết cả. Bạn nhớ từ đó tôi không bao giờ hết cả. Dù là người bạn tôi quen biết tôi thân tôi như này nọ, bà hàng ngày tôi không biết gì hết cả. Nhưng mà tôi chỉ nói sự thật. Tôi đem những cái sự kiện ra để tôi chia sẻ, tôi phân tích và tôi nhận xét theo cái chủ quan của tôi. Tôi không nghe, không, tất cả mọi phía tôi đều không ảnh hưởng gì tới tôi hết. Không ảnh hưởng gì tới tôi. Cái sướng của tôi ở chỗ đó và cái thoải mái của tôi ở chỗ đó. Cho nên các bạn thấy 300 mấy mạng trong cái bản phong thần mà đâu có tên tôi trong đó đâu. Tôi không biết có tên tôi cũng không coi nó, mà anh lấy gì để anh bỏ tôi vô tên tôi vô bản phong thần. Tôi biết tôi không có gì hết, không có gì đụng tới Đại Nam, đụng tới bà Hàng, đụng tới ông Dũng cả, thì làm sao tôi có tên trong bản phong thần. Nếu có đụng là tôi cũng chia sẻ những cái lời ý kiến của các bạn, mà tôi cũng chẳng đụng mạnh gì cả. Tôi chia sẻ những cái phần nào tôi thấy chia sẻ, tôi chia sẻ với các bạn thôi. Rồi bạn Thi Thi, ông Minh Tuệ tu chính mình thì ông ta đắc chứ ai đắc giùm. Hai tu làm cho nước Việt Nam độc lập và tự do. Không có nha em mọi người. Tôi đã nhìn lần đầu tiên là ta không tin rồi. Nhưng tôi để tâm chứ không lên tiếng như giờ. Bạn Thi Thi giờ cũng mới lên tiếng phải không? Giống như tôi phải không? Mình cứ để tâm để ngồi mình tóm gọn lại.
mình ráp nối lại sự kiện thì mình sẽ thấy ra vấn đề thôi. Các bạn chỉ cần ráp nối lại sự kiện, các bạn thấy vấn đề, không có cần phải phải tranh luận chi cho nó mệt hết các bạn. Bạn DHFCHDH bạn này là người rắc rối đây, tôi hay nói bạn là người rắc rối đó. Nhận định của kinh khác hẳn với Hoàng Duy Hùng nhỉ? Hoàng Duy Hùng thì ca ngợi việc tu của Thích Minh Tuệ. Anh Hoàng Duy Hùng là anh là luật sư, anh nhìn theo cái kiểu luật sư của anh. Tôi là nhà báo, tôi nhìn theo cái cách nhà báo của tôi. Khác nhau bạn, sao giống nhau được. Bạn Bình Mo là nhiều Bình đó hả bạn, Bình hay là Bình? Hoàng Duy Hùng theo Công giáo chứ không phải Phật giáo. Nó vài lần đủ hiểu rồi bạn nhé. Bạn Lê Thị Lúa, nên nhớ Việt Nam công an nhân dân, vậy nên bạn phải động sớm hoặc muộn đều, vậy nên bạn phản động sớm hoặc muộn đều bị bắt, nằm trong danh sách hết rồi bạn ơi. Mà trong danh sách phong thần nó cũng có số nhiều ở trong đó đó nha, tôi không biết ai mà tôi nghĩ cũng có trong đó, không tránh khỏi đâu. Vì cái văn của Việt Tân là nó chuyên môn chờ những cơ hội vô để mà nó đánh bà Hằng, mà nó đánh từ đầu nó muốn dù bà Hằng mà dù không được, từ cái thời ông Võ Hoàng Yên là bạn, nhưng mà nó dù không được, cho nên bây giờ nó từ đó sao bắt đầu nó đánh cho đến bà Hằng vô tù luôn là vậy đó. Bạn đã nhớ. Bạn Trần Minh, tổ chức trước khi đi, chính xác 100%, cảm ơn bạn đã nói lên sự thật. Không tổ chức trước làm sao có cả trăm cả ngàn người mà đi luôn một lần bạn, cùng đi với nhau. Ít nhất bây giờ bạn chỉ cần nhắn một bản tin trong cái nhóm của bạn thôi, nhắn kia cái nhóm thôi, nhắn cái bản tin ô sáng mai đi ra đường đi với ông Tuệ nha, mai ra đường đi với ông Tuệ nha, mọi chuyện mình đã sắp xếp hết rồi nha, rồi ok đi, kéo nhau đi thôi, có nói cái năng gì đâu. Rồi Thẩm Tể, nhiều người đem nước đem đồ ăn rồi theo nữa phải không? Nếu không có tổ chức làm sao bạn biết rằng mang đồ ăn đi theo, chuẩn bị đồ ăn đi theo, chuẩn bị nước đi theo, chứ trên đường đi có ai phát nước đâu, có ai mang đồ ăn đi theo đâu. Mà nếu có những người mang đồ ăn đi theo, phát mang thức nước uống đi theo, là đó là trong những người trong năm trong ban tổ chức mới làm như vậy, chứ không có ai điên đi giữa đường mà đi mua nước mua đồ cho cái tổ, nó không có đâu bạn, không có ai làm cái chuyện đó đâu. Chính bạn mà cũng không làm thì đừng có nói ai. Bạn Minh Dương Văn, anh chia sẻ rất thú vị, ủng hộ anh. Rồi bạn Dương Thùy Đức, cứ để cho ông Tú đi bộ sang đất Phật đi, xem hình hành trình của ông ấy như thế nào. Thì bây giờ muốn đi bộ qua đất Phật thì ông phải qua bên Trung Quốc, rồi mới đi bộ qua bên Ấn Độ. Mà Ấn Độ đi ở cái phía nào? Ở cái phía bên Tây Ấn Độ, hay là ở phía bên Đông Ấn Độ? Đông Ấn Độ là Trung Đông, đại khái là như vậy, là của Trung Đông rồi, ở Pakistan rồi. Mà đất Trung Quốc thì rộng mênh mông, đất Ấn Độ cũng chẳng thua gì. Bạn biết hồi cái thời mà tao đi vượt biển đó, đi qua đến cái bờ biển đảo Hải Nam đó các bạn, thì gặp những chiếc tàu của người Trung Quốc, họ đang đi đến biển cá, thì tàu chúng tôi sắp tới để mà đi hỏi đường thôi và để xin thực phẩm thôi. Thì những hai chiếc tàu họ mới gặp lại với nhau, họ nói chuyện với chúng tôi đó, họ biểu chúng tôi cột dây vào họ tàu để họ kéo vô trong bờ, vì rằng là bão đang tới. Nếu mà chiếc ghe, tụi tôi được chiếc ghe chứ không phải chiếc tàu chứ các bạn, nếu chiếc ghe nào mà đi tới Hồng Kông đó thì gặp bão vô sẽ bị chìm ngay. Cho nên ông chủ tàu và mấy anh em, mấy ông anh ở trong tàu, trong thuyền đó mới đồng ý và đi vô trong đó. Thì họ nấu cho một nồi cháo cá thu, không có muối, không mắm, không gì cho ăn giờ đó, cho người ăn một tô cháo. Xong cái họ dẫn đi bộ ở trên đảo Hải Nam đó các bạn, họ dẫn đi cỡ bộ chỗ chiếc ghe mà đậu đó, đi tới một cái làng nho nhỏ thôi mà đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới có căn nhà, cái làng nho nhỏ ở đó, đi trên cát đó bạn, đảo mà, đi trên cát đó 3 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ là rất là lâu, rất là xa, tôi nhớ là rất là xa. Nhưng mà hay cái là khi mà vô đó là có một ông cụ Việt Nam,
ông ở Hải Phòng, ông tới đó ở sinh sống từ năm 1945, cho nên nhờ ông dịch tiếng Việt cho chúng tôi, và chúng ông đưa về cái làng của ông để cho chúng tôi ở đó một tuần hết bão, xong rồi đưa chúng tôi ra lại chỗ ghe thuyền chúng tôi, cho một phong pháo, một phi dầu, và trên kia họ một phong pháo, thì họ cho xuống hết trơn, rồi cho một tạ gạo nữa, rồi xuống hết xong dưới ghe là bắt đầu họ đó chạy, vừa xuống dưới ghe vừa chuẩn bị chạy bắt đầu đốt pháo, ở dưới này đốt pháo thì trên kia họ cũng đốt pháo luôn, vì đó là đi hồi đó là Tết, khoảng sau Tết khoảng chừng 2-3 tuần gì đó bạn, mà bên ở chỗ đó người ta vẫn còn ăn Tết, vẫn còn ăn Tết đó. Đó tôi bạn thấy cái đất Trung Quốc nó rộng lắm, một cái đảo Hải Nam thôi mà nó rộng ghê lắm, mà rộng nhiều lắm. Bây giờ tôi chia sẻ ông Minh Tuệ qua Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là đa số là họ người dân họ là theo cái Ấn Độ giáo các bạn, trùm khang đó. Bạn qua Ấn Độ bằng cái một người mà chọc đầu khó lắm, không dễ, không có đâu. Người dân Ấn Độ đi xin nhiều hơn, 70-80% dân Ấn Độ là dân nghèo đói, nghèo đói lắm các bạn, ăn xin, sống lẫn lộn với bò, sống lẫn lộn với thú vật. Và người Ấn Độ là một người keo kiệt nhất thế giới, mà bạn đi qua Ấn Độ bạn đi xin là chỉ có chết thôi, chết thôi, đi cả tháng bạn không được một tô cơm đâu. Nhưng ông Minh Tuệ đi qua Ấn Độ để làm gì? Bạn biết qua Ấn Độ xong rồi xin tị nạn, băng đảng Việt Tân bảo lãnh đi qua bên Mỹ, vậy thôi, vậy thôi. Bây giờ lộ rồi, mọi chuyện bây giờ bể rồi, đang sắp lộ. Lộ là sao nữa? Là vì khi công an đã vô cuộc cái vụ mà ông Huỳnh Uy Dũng kiện những người mà về Đài Nam đó, đánh phá Đài Nam đó, công an sẽ mời những nhân vật lên và những sự liên lạc qua lại với nhau những người đó sẽ bị lộ ra hết, lộ ra hết bạn ơi, không đi đâu trật hết, sắp hạ màn rồi, cuốn phim sắp kết thúc rồi các bạn. Thì bây giờ nhà nước không có tự điều tra là có rồi đó, nhưng mà cái vụ kiện của ông Huỳnh Uy Dũng này sẽ giúp cho nhà nước nhảy vào điều tra các cái YouTuber, các TikToker, các Facebooker. Bạn là như thế nào nhà nước sẽ biết hết, bạn liên lạc với ai, làm với ai, nhận tiền ở đâu, nhà nước biết hết. Các bạn đừng có chạy đi đâu, khỏi tránh, không tránh được đâu hết cả các bạn ơi. Đó là những cái vấn đề Ấn Độ. Bằng Peridot thấy không thành công, con Tuệ chạy bỏ của lấy người, có tu hành gì đâu. Nó sắp cái thúc rồi, màn sắp hạ rồi các bạn. Hoàng Thanh Hằng chưa, để tôi kể các bạn nữa. Một số những kênh thông tin tôi biết được đó và loan tải đó là một số những kênh mà bảo vệ Minh Tuệ này nọ đang nghe nói rằng là đi theo Minh Tuệ nữa để đi qua Ấn Độ, và một số tay cũng đã đi qua trước bên đó rồi, đang chạy trước rồi. Bạn nghĩ nếu ông Minh Tuệ không có tổ chức thì tại sao có những người như đó, những người như vậy bây giờ đi theo với Minh Tuệ đi qua Ấn Độ, rồi cả đi trước liên lạc lại với nhau đủ thứ hết, mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng hết các bạn. Bạn Hoàng Thanh Hằng ủng hộ kênh phản biện sự thật về sư Minh Tuệ đã lộ ra kịch bản càng ngày càng lộ rõ thông sáo bức thư. Tôi nghĩ có thể quan chức năng có thể cơ quan chức năng đã làm việc chứng minh Lê Anh Tú, tất cả là PR đã ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam và an ninh quốc gia. Đúng, quá đúng luôn bạn, quá đúng luôn. Cũng ngày hôm qua tôi coi lại một cái clip
của trên cô kênh cô Bùi Thanh Quỳnh Như. Cô có cho coi lại những cái clip mà ông Minh Tuệ đốt chứng minh thư. Đốt chứng minh thư các bạn, đốt giấy tờ. Đốt giấy tờ. Quý vị là không có giấy tờ gì hết. Tại sao vậy? Hơi lạ nhé. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn trong chương trình trưa hôm nay. Chào tạm biệt.